cơ. Chết rồi rồi. Cứu anh ơi, cô Thiến ở đâu ấy? Kêu mà. Nhanh em ơi, cô Thiến kêu cứu người, có người cứu. Bắt tay. Quỷ tinh. Cái khổ tinh nó lôi người vào trong hang rồi. Quá kinh khủng luôn. Tên gửi rồi. Ôi mẹ ơi, không biết nó lôi tên gửi rồi. Nó rồi. Thịt mất rồi anh em ơi. Mình nó đẩy rồi. Ôi mẹ ơi anh em ơi. Vì... Anh Lôi ra anh ơi. Anh tóm đầu rồi thôi. Bắt tay quỷ anh ơi. Cô ơi. Đâu rồi anh ơi. Đâm nát luôn anh em ơi. Cô gái trong đấy không? 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 Cô gái tr
Mấy anh em mình đã giải cứu cô gái thành công với mọi người nhá. Con này bị ma nhập rồi. Quý tính nhờ. Ui, đập nát đầu luôn. Ui, đầu ma, ui, đầu ma rồi. Mày gì? Ui, trúng rồi anh em ơi, trúng rồi. Này, vỡ sọ rồi nhá. Vào lôi xác nó ra cho anh em xem mình thôi. Lôi đầu ra đây cho anh em xem mình ơi. Ui, giữ chặt, ui, có lục cả bàn tay. Ui, 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 bàn tay kinh vãi chưa. Để bên tay thôi. Ui. Ú cái răng nó sắc chưa? Cái răng răng gì? Bàn tay này, nhìn bàn tay này. Ui cái răng nữa kìa. Ui trời ơi, nó kìa. Ui nó kìa, nó kéo. Ui nó lôi vào, Ui. Ui Ui! Ui! Một cái đầu ma, một cái đầu lâu ui em ơi. Ui! Cho nó lôi vào được kìa. Ui! Nó cắn vào, nó cắn tay ơi em ơi. Ui! Ui! Đừng lấy đâu cái đó nữa. Để cứu con gái rồi, chạy đi Dũng ơi. Chạy đi Dũng ơi. Trời ơi, nó cắn mất tay anh chú ơi. Ôi, chạy đi.